Chào mừng các bạn đến với kênh nội công ty trách nhiệm hạn thiết bị khoa học Khang Kiên ha. Hôm nay mình làm video để hướng dẫn sử dụng của máy vào đo độ đục đen 1 ha. Đây. Về thiết kế mặt trước là màn hình LCD, đây là khung để đựng mẫu ha, còn các ống nghiệm, đựng các ống nghiệm như thế này ha. Bên trong có hai adapter, dòng chống 18 và ống 16. 16 thì mình dùng adapter này ha. Đây. Phía sau của máy là bao gồm phím nguồn, jack kết nối. Hai phím dùng để calip ha. Khi máy được bàn giao đến tay khách hàng thì đã được calip sẵn từ nhà máy rồi ha. Đây, hai phím để calip. Chúng ta thực hiện cắm nguồn cấp của thiết bị ha. Bật nguồn máy lên. Đây. Có giao diện hiển thị của thiết bị. Để tiến hành đo, đây sử dụng ống nghiệm này đặt vào xem kích thước của ống nghiệm đối với trùng với adapter không. Khi 16 thì chúng ta sẽ dùng adapter này, còn 18 thì cắm trực tiếp vào đây ha. Đây. Khi đó là sẽ xuất hiện giá trị ở đây, chúng ta đợi khoảng thời gian để giá trị ổn định, đọc cái giá trị ha. Theo máy là các thông số của hãng, thang đo của máy này là từ 0,00 tới 15 ha. Có sai số là 0,01. Điện áp sử dụng là 12V. Và yêu cầu nhiệt độ của môi trường là từ 4 độ tới 40 độ C, độ ẩm tối đa là từ 50-80%. Và thiết bị được cung cấp phân phối trực tiếp tại công ty Khang Kiên, liên hệ website khangkien.com.vn hoặc hotline 0938 620757 được tư vấn tốt nhất.